Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có một con nái này nè các bạn, nó chuẩn bị sanh nữa nha. Hôm trước cái con nái kia sanh thì nó chỉ được có 2 con thôi. Thứ nhất là mình phối đậu ít, thứ hai nữa là do vaccine nó không đảm bảo nên heo mình nó bị hao hụt nhiều, dẫn đến là nó đẻ có 2 con là không có lời nha các bạn. Con đó là nuôi là lỗ luôn nha. Thì mình còn 5-6 con nữa là mình cũng chích vaccine cái nguồn đó, nhưng mà không biết nó có ảnh hưởng hay không. Cái con nái này nè các bạn, là nó cũng tiêm cái nguồn vaccine đó luôn, nhưng mà không biết nó có lần này là con này nó có bị ảnh hưởng gì hay không. Bụng nó thì nó cũng không được to đâu, mình đón thì nó dao động từ 8 đến 10 con thôi. Thì bây giờ các bạn đón với mình xem con nái này nó sinh được bao nhiêu con nha. Rồi một tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là xác định cái con heo tơ nó bể nước ói nhưng mà nó chưa có sanh là nguyên nhân. Thường thường á các bạn, là con heo á là nó bể nước ói là con nó sẽ xuống đúng không? Rồi bây giờ mà trường hợp con heo tơ nó bể nước ói nhưng mà lâu quá nó vẫn không đẻ, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là kiểm tra khi nào mình nên can thiệp và khi nào không can thiệp đối với con heo tơ nha. Con heo gạ thì nó bể nước ói á, là trong vòng từ 5 đến 10 phút là con nó sẽ ra. Còn đối với con heo tơ có một số con á, nó bể nước ói 1-2 tiếng, 2-3 tiếng nhưng mà nó vẫn chưa sanh. Nhưng mà nhầm con là nó không có vấn đề gì. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn á, mình hướng dẫn các bạn là kiểm tra heo tơ lúc nào mình nên can thiệp và lúc nào không nên can thiệp nha. Thì bây giờ mình một tí nữa là mình sẽ quay cho các bạn xem tại sao mà nó bể nước ói mà nó vẫn chưa sanh. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua nha. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Heo mình thì hôm nay là tối nay, heo mình chiều nay là nó sanh nè các bạn. Mình quay sữa cho các bạn xem nè, nó nằm mà nó chảy sữa luôn nè các bạn. Đó là sữa nó nha. Bây giờ là mình sẽ kiểm tra sữa nó bắn đây, tay mình tay không này nha, mình kiểm tra sữa nó bắn xuống đây cho các bạn xem nha. Nè, đó các bạn thấy nó sạch trơn nè, đó nó gớt sữa các bạn thấy chưa nè, đó nó bắn thành tia luôn nha. Tại nhiều khi á các bạn, mình quay mà mình đụng vô vú nó hoặc là mình đụng vô cái hoa của nó là YouTube nó đánh cái video của mình là hạn chế tiếp cận người xem các bạn. Nên những mà clip hối tin đó các bạn, nếu mà cái tay mình đụng vô cái hoa đó là nó đánh vô hạn chế người xem liền. Nên nhiều mà cái clip á, khi mà những cái clip nào mà mình bị cắt bỏ hoặc là mình che á, là do cái đó là nó vi phạm cái quyền của động vật á, thì mình che lại các bạn thông cảm nha. Đây nè, con heo ngoài đêm hôm nè, đâu mất tiêu rồi, nó trốn đâu rồi. Đêm hôm nó sanh được 2 con nè các bạn, đó con heo sanh dữ thiệt, 2 con con heo 2 tạ, hơn 2 tạ sanh được 2 con. Con này thì các bạn đón với mình xem thử là nó được bao nhiêu con nha. Con này bụng thì nó cũng tương đối thôi chứ nó không có to đâu các bạn. Mình thấy bụng cũng chắc cũng được thôi. Mình mong là nó được 8 con thì cũng mừng rồi. Bụng quá nhỏ luôn. Rồi khi nào nó sanh thì mình quay cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ đón xem hết clip của mình và dự đoán thử được bao nhiêu con nha. Đây mình quay cho các bạn xem nha. Heo mình bể nước ối nè các bạn. Đó bắt đầu nó gặn nha. Nãy giờ mình quay cho các bạn xem là khoảng 35 phút đó các bạn. Nãy giờ mình quay là khoảng 35 phút rồi đó. Bây giờ nó bể nước ối nè. Hồi lúc chiều mình quay cho các bạn xem là nó bể nước ối lúc 5 giờ chiều. Rồi bây giờ là 7 giờ tối. Tại sao mà heo tơ mà nó bể nước ối lâu như vậy mà mình không can thiệp, mà con heo gạ nó bể nước ối khoảng 10 phút đến 15 phút là mình sẽ can thiệp. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Khi con heo tơ nó bể nước ối khoảng 15 đến 20 phút mà nó gặn không ra, thì bây giờ mình sẽ tha gheo bôi trơn. Trường hợp mà các bạn không có gheo bôi trơn thì các bạn dùng đỡ tạm dầu ăn nha. Nên các bạn ưu tiên nên mua gheo bôi trơn để dành nha. Khi mà chúng ta đút vô tới cổ tay của chúng ta nè, chúng ta đút vô tới đây, hết cổ tay của chúng ta, chúng ta có cảm nhận là ngay chân chỗ đường đút á, nó có khoảng chừng 3-4 lỗ nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay á, là có đó là con heo tơ, là con nó chưa xuống. Nếu mà con nó xuống á, là nó gặn, là nó sẽ bể cái màng đó. Các bạn lưu ý nha, khi nào mà con nó xuống tới đó thì cái màng đó nó sẽ bể. Khi mà các bạn đưa tay vào á, mà cái màng đó nó vẫn còn, là heo con nó chưa có xuống. Tại chỗ đó là nó ngay chỗ gần xương chậu của các bạn. Heo con nó xuống đó là cái màng bắt buộc nó phải bể. Còn mà các bạn đút tay vô kiểm tra
cái màng đó vẫn còn, thì các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó nha, các bạn cứ để cho nó gặn đi, khi nào nó bể cái màng đó thì heo con nó sẽ xuống. Rồi cách thứ hai là cách đơn giản hơn nè, khi mà con heo nó gặn quá nhiều lần mà các bạn không dám đút tay vào, khi mà con heo nó gặn rất là nhiều lần rồi các bạn không dám đút tay vào kiểm tra, thì các bạn sẽ sử dụng bằng cái que phối nha các bạn. Đây là que phối nè các bạn, đây là que phối nè, một là que đầu xốp màu vàng nè, hai là que cao su dẻo nha, các bạn dùng cái que nào thử cũng được nha. Đây, đây là cái que phối cái cao su của mình nè, hoặc là các bạn dùng cái que phối đầu xốp cũng được nữa. Rồi các bạn tha gheo bôi trơn đều vô cái này để cho nó trơn, nó đừng có gít, nó xước nha. Các bạn cứ luồn vô giống như lúc mình phối tinh vậy đó, các bạn mà luồn tới đâu mà đụng tới đó là kiểm tra. Ví dụ như luồn mình luồn mới có 2 tấc này mà đụng nó rồi, đụng sực sực rồi là heo con nó xuống tới đó rồi nha. Khi các bạn mà thọt vô luôn khoảng chừng 2 tấc mấy 3 tấc là heo con nó chưa xuống thì các bạn cứ yên tâm. Hoặc là các bạn mà mới đút vô mới tới đây à và đụng rồi không đút vô được nữa, cái đó là heo con nó xuống rồi, thì nó xuống mà nó gặn không ra thì các bạn cũng phải can thiệp, các bạn kéo nó ra nha. Đây là hai cách đơn giản nhất để các bạn kiểm tra heo con. Trường hợp mà các bạn dạng tay thì các bạn có thể đưa tay vào, còn trường hợp các bạn nhát tay thì các bạn có thể dùng que phối để kiểm tra heo nó xuống hay chưa nha. Một tí nữa heo nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem nha. Rồi banh banh luôn rồi các bạn ơi, con heo này banh luôn rồi. Mình vô nhà mới có 10 phút mà ra nè các bạn, coi nè, coi đẻ hai con lọt xuống dưới này luôn nè. Đó. Mới có 10 phút mà hai con đẻ ra một lượt luôn nè các bạn. Nó bây giờ mình đem lên mình chùi rồi mình quay cho các bạn xem nha. Đây hai con đẻ gớt nè các bạn. Hai con đầu tiên nha. Thì các bạn đoán xem coi nó được bao nhiêu con nha. Bụng con này thì cũng nhỏ đó. Mình gợi ý các bạn là chắc nó dao động chắc khoảng chừng 8 con thôi các bạn. Rồi coi hai con rồi đêm trước nó đẻ làm sao nè. Đây hai con đêm trước nè. Hai con này rất là to luôn nha các bạn. Rồi heo mình mới đẻ ra một con nữa nha các bạn. Đây con rất là to luôn nha. Đây các bạn nhìn nè, dây gúng nó vẫn còn dính trong mẹ nó luôn nha. Bây giờ mình vứt dây gúng để mình lau chùi cho nó nha. Rồi heo mình hiện tại được 3 con nha các bạn. Đau bụng bể nước ói từ lúc mà 5 giờ chiều đến 7 giờ rưỡi tối nó mới xanh nha. Được 3 con, đó. Bày bên đây 5 con, bày dữ nè. Heo này, lứa này đẻ heo dữ không à. Rồi heo mình nó đang gặn nữa nha các bạn ơi. Nó chuẩn bị ra nè. Để mình quay các bạn xem nha. Cận cảnh cái con mà nó ra nha. Heo mình sắp ra thêm một con nữa nha các bạn. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Heo con ra nha. Rồi đây là con thứ 5 rồi nha các bạn ơi. Con này là con thứ 5 nha. Ở trong này 4 con nữa nè. Đây mình bỏ vô chung nè để cho các bạn quan sát nha. Đó là 5 con nè. Heo này rất là to luôn nha các bạn. Đó, đó là 5 con. Rồi để mình đợi coi là nó còn được bao nhiêu con nữa nha. Heo là vú rất là căng luôn nha. Rồi tiếp tục là một em thứ 6 chuẩn bị ra nha các bạn. Đó, ụt cái ra luôn nha. Đây là con thứ 6 luôn nè. Đây con thứ 6 nè các bạn. Rồi các bạn nhìn cái bụng con heo mẹ thử các bạn đoán thì còn được bao nhiêu con nha. Mình mong là còn được 1-2 con nữa thì mừng nha. Cái bụng nó đã xẹp rồi nha các bạn. Nó ra con thứ 6 rồi. Con thứ 5 với con thứ 6 là ra rất là nhanh nha. Hai con ra kế bên luôn nha. Mình bỏ vô chung bày nó luôn nè. 6 con heo rất là to luôn. Rồi xong luôn các bạn ơi. Đẻ xong luôn nha. Trong đây là được 6 con nè. Rồi nó mới ra nhau luôn. Là heo của mình là hiện tại là được 6 con thôi các bạn. Con heo này con heo tơ nha, con heo ba máu, con heo tơ. Thì các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra những cái clip mà heo đẻ kế tiếp để cho các bạn xem. Những con đẻ kế tiếp là có thể là đẻ nhiều đó các bạn. Bây giờ nó mới mang thai 2 tháng mấy thôi, nhưng mà bụng nó rất là to luôn nha. Những con đó là mình có thể đảm bảo các bạn là đẻ trên 12 con nha. Đây là có một số con ba máu thì đẻ hơi thấp. Thường thường là heo lứa đầu là nó đẻ sẽ tệ nha các bạn. Lứa 2 trở đi á thì nó sẽ đẻ tốt hơn nha. Ví dụ như bên đây mình quay cho các bạn xem nè.
lứa đầu con mẹ của nó cũng ba máu luôn. Lứa đầu của nó con mẹ nó đẻ chỉ 10 con thôi. Lứa này là lứa 2 là đẻ được 13 con nè. À, tối là con này nó bú nè. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Chúc các bạn một buổi tối là vui vẻ hạnh phúc nha. Heo mình nè các bạn, heo mình hôm nay là tối buổi tối ngày thứ bảy nè, vẫn ok nha. Không tiêu chảy không gì hết, ăn tự do, không tiêu chảy không gì hết nha. Buổi tối mình vẫn còn ăn nè. Phân nè. Đó, cái clip trước mình đã quay cho các bạn xem đó. Clip này mình quay lại cho các bạn xem luôn nè. Ok nha, heo mình vẫn ok nha các bạn. Heo hôm nay là tách bầy được 7 ngày, ăn tự do. Heo không vấn đề, không tiêu chảy, không bị gì hết. Buổi tối mình vẫn còn ăn nữa nha. Đây, bầy heo nè, bú nè, các bạn nhìn thấy đẹp không? Nó ok chưa? Mình chiều bỏ vô 3 nắm cám ăn hết trơn luôn nè. Giờ chắc mình phải bỏ thêm nữa. Rồi video mình đến đây là kết thúc nha các bạn ơi. Tạm biệt các bạn nha.